Ok, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Buổi sáng ngày hôm nay hai chị em có chút việc nên là mua xe hơi muộn. Sáng nay là mưa nên là khách đến bán hơi muộn nên là cũng phải tập trung mua một vài chiếc xong rồi để phục vụ anh em để lên để cho anh em cùng xem nhá. Rồi, ok. Một chiếc Win 100. Win 100, Mini Indo 100 đấy, rất là nhiều 1997. Anh em đây. Đây, vẫn còn đang soi số khung số máy này anh em đi thôi. Đây, có đăng ký luôn anh em nhé. Đây, đăng ký Win 100 1997 luôn anh em nhé. Rất là nhiều anh em chuộng nha mọi người nhá. Đấy, rất là nhiều anh em muốn chuộng Win. Mới nóng hổi. Ừ. Vừa thổi vừa ăn. Đấy. Vừa mới về tặng gà cho anh em ạ. Vẫn còn rất là mộc mạc. Đấy, xe nó mộc. Nhưng mà cũng là đi ăn đi làm. Được cái là xe mộc mạc, cứng cáp chắc chắn, máy thì chất anh em, vừa máy tiền chất nó. Đúng không? Máy căng vừa chất tiền vừa. Cho anh em nhá. Ok. Rồi. Bô đi chào bà em Quyên Nguyễn. Chào chị em Hoàng Dung ở rồi. Em tưởng anh chào chị. Ok Win. Ui kia đừng đổ. Ok, ông cứ quay một vòng đi. Bỏ đấy. Em chạy thử rồi anh em nhá. Chắc chắn chất chạy chất lắm. Đấy, được. Okay, tất nhiên là thôi thì một vài cái nó cũng là vào. Nhưng mà nhìn chung tổng quan cả cái xe ấy, để mà với cái tầm tiền như thế này thì em nghĩ là hợp lý đấy anh em nhá. Số má ra vào ok. Đấy, vừa tiền anh em nhá, xe vừa tiền thôi, dành cho anh em gọi là thích cái dòng Win nhưng mà vừa tiền bác, ít tiền. Thích không? À lấy SH này. Thấy ngắm thích anh, SH thì SH nhưng nhìn Win vẫn thấy sướng đúng không anh em? Đấy. Phụt chiếc ngon lành hết anh em nhá, em kiểm tra hết rồi. Thôi đấy, vừa mua rồi để ra giá cho anh em mình là 13.800.000. Bán luôn 13.800.000 cho anh em. Hợp lý chưa? Biển 14 Quảng Ninh, rất chất. Máy chất nha anh em nhá, 13 triệu. Hình thức có thể nó hơi đuối đuối nhưng mà máy nó căng. Anh em lấy về đi ăn đi làm tầm tiền này thì có 13.800.000 thôi. 13.800.000 nha anh em nhá, một chiếc xe Win đời 97. Đời 97 anh em ạ. 1997. Đời 97 anh em ạ, xe này về phải dọn một xíu nha mọi người, phải dọn. Con này phải tân trang, phải dọn đây là hình ngài nó. Đúng vừa vừa thôi, được cái máy ngon. Chả cứ để nguyên như thế mà đi. Còn nếu mà làm lên thì nó theo nhau nhiều. Rồi, bọc lại yên. Yên áo rồi tẩy rửa gọi là okay. Cho nó sáng sủa tí đi okay. Cho nó bắt mắt. Một chiếc Win 100. Đấy, hàng hot hit tiền 14 anh em nhá. 14F1 6514. Chị Dung hôm qua hát đây. Ok bạn Băng Dương, nghe chị Dung hát à? Ok anh Hùng Bùi nhá. Tiếp theo là Bùi Mẫn Nhi. Hôm nay anh Kiên chút anh Kiên mới ra mọi người ạ. Anh Kiên lên rồi nhưng mà hôm nay chút anh mới ra. Tiếp theo là một chiếc Lead anh em nhá. 2021 chính chủ ạ. Hai chìa khóa đầy đủ, bản đèn LED 2 tầng, không tắt được đèn đâu anh em ạ. Lốp zin theo xe hết. Đấy, ốc trục vừa mới mua nên là anh em thấy nhá. Mới về đấy ạ. Lắp cả quay sẵn rồi. Biển đen đây 13.800.000 nhá anh, biển đen nhá. Biển Hà Nội 551829V3 màu đen. Anh em đang hỏi con chị Dung ơi, con 8250 còn không, 44 triệu. Nguyễn không. Quang Thắng có bán rồi nhá bạn nhá. Nguyễn Quang Thắng loại đấy về là anh em về 5.600 anh em thấy chạy này thì coi như là chủ mới vừa có đi đăng ký hộ anh em mình đúng không ạ, lắp hộ phụ kiện đầy đủ hết chạy. Okay, bắt đầu đến lúc nó ngọt nhất thì bưng đi bán dâng cho người khác. Ok anh Duy Hoàng nhá. Anh em nào mà anh Quang Hải xác định mua lại mua cũ thì anh em làm cho em con này chả có gì phải xê cả, mới lướt tinh như này đúng không ạ, lấy về rửa xong đi tí gì rửa đâu, chính chủ trực tiếp Nam chờ mình một xíu nhá. 36.500.000 là giá em mua vào. Đấy, cộng cho anh em 2 triệu, cộng 2 triệu với một chiếc Lead 36.500.000 là 38.500.000 2021 nha anh em, 6.000 cây anh em, 6.000 cây xe lướt chủ. Đấy, lắp cả quay sẵn hết cho mình rồi. Quay ghét ngon lành cành đào rồi anh em về, bây giờ chỉ cần rửa qua thôi anh em ạ, chứ em không cần thế đâu. Không có cái gì. 5.900 cây đã được 6.000 đâu, 6.000. Anh em ra năn lận nhỉ. Em tiết tiếc xong đến lúc anh em lấy là 6.000 là vừa. 900 cây anh em nhá. 5.900 cây nó khác với 6.000 em ơi. Thì báo anh em phải báo chuẩn vào mọi người nhờ. Đấy, 5.900 cây đấy nha anh em, chưa được 6.000. Đấy, 2021 xe này anh em nhìn này, xuất sắc không? Mà 38.500.000 em bán ra anh em nhá, biển số 29V3. 55183 biển tươi, anh em sinh năm 1983 hoặc là vợ con sinh năm 1983 mua cho em con này về là ok. Không tắt được đèn anh em nhé, bản đèn led là nó không có công tắc đèn, anh em có đầu tư thêm cái nút công tắc 3 nút ở bên pha cốt này thì nó mới tắt được đèn, nhưng mà khi đầu tư thì mình lại mất cái tính năng vát tức là nháy đèn ạ, nháy xin đèn. Đấy. Khi mà mình đầu tư cái công tắc 3 nút để tắt đèn thì ok anh Nguyễn Tài nhá. Nguyễn Nam ơi, 38.500.000 nha Nguyễn Nam nhá. Cứ để nguyên đi anh em. Đấy, cảm ơn Nguyễn Tài. Nó sinh ra như thế thôi mà. Hùng Trung, lần sau chị đừng gửi xe cho em, xe không linh. Đút vào cốp không
À, chắc là gửi trong cốp đúng không ạ? Không, nó xước đúng không? Nó xước không quá trình chung. Gửi là bọn em hầu hết cũng đã liên hệ với khách hàng là sẽ có hai phương án để gửi, một là đi xe tải. Hồng Nguyễn xe đẹp quá anh Kiệp ơi. Đúng rồi. Hai là đi xe khách, mà xe khách thì chắc chắn là phải ngồi cốp rồi, không ngồi ở ghế được đúng không ạ? Nên là khách hàng cũng phải cân đối trước khi khách thì rủi ro nó xước là khó tránh. Bọn em đã bọc cẩn thận, dặn nhà xe cẩn thận nhưng mà nó đi nó sóc luôn rồi, nó vẫn không tránh được. Đấy. Còn xe tải thì yên tâm tuyệt đối. Anh Thiệp ơi, Ablade 110 FI biển Hà Nội giờ bán được 14 triệu không, thành chung. Xe đẹp là được chứ anh em, nhá. Xe đẹp FI bán được rồi, anh em có xe đẹp, mình rất thích cái dòng đấy. Mình đúng còn rồi, mua 20 dòng... mình còn mua mà, bán ra hai mấy mình cũng mua mà, nếu xe đẹp. Ok, gửi lời chào đến 428 anh chị em đang xem livestream nhá. Tiếp theo một chiếc Sirius này đi em. Ok, Sirius. 38.500 chiếc lít 2021 bản S2 tầng nhá. Bản đắt nhất anh em. 5.900 cây, chưa được 6.000 đâu anh em ạ. Một chiếc Sirius hôm qua em mới mua. Đấy. Mỗi một nhược điểm duy nhất là cái Oppo. Đèn nữa, đèn thì chiếc này thì em nhớ là lúc em mua đúng rồi, là nó đèn đây, đèn như này. Nếu anh em mà cần nhu cầu về cái đèn zin thì nó thay mỗi quả bóng thôi, tức là bị bóng lên bóng độ, bóng trước và bóng sau đều ta thay hết nhé. Đấy. Này là đời 2017, em nhớ hôm qua em mua là 2017. Sorry 2018. Bản 2018 vành đúc phanh đĩa RC. Giá rẻ quá, đâm ra mình còn nghĩ mình mua 2017. Màu đen cam nha anh em nhé. Màu cam là bản đắt, biển 37. Màu đẹp đấy. 37U174829. Em đang dọn anh em nhé, xe này em sẽ đang dọn. Đặt Oppo em đã đặt rồi. Tí nữa là đây em tháo ra, tí nữa em lắp Oppo. Hai cái đèn này là anh em có nhu cầu về zin hay không thì tùy anh em. Zin này nó chỉ mất có ba mấy nghìn quả bóng thôi mà, còn lại xe nó vuông vắn chắc chắn. Đấy. Qua có bạn nữ, bạn ấy lại nhờ hai anh em trai đi được xe ra bán buổi tối hôm qua nên em mua. Giá cũng hợp lý phải chăng? Đấy. Để cho anh em mình là 11 triệu. Bán ra 11 triệu. Bán ra 11 triệu đúng không? Rất hợp lý. Sirius 2018 anh em nhá, 2018 biển 37. 11 triệu đã bao dọn cho em, chưa bao dọn đấy. Thôi dọn lên cho anh em được, có mỗi Oppo thôi mà. 11 triệu bao dọn cho anh em nhá, vành đúc. Vành đúc chế cơ đấy, 2018. Chạy thì cái bản này mới là bốc. Rất nhiều các khách hàng nhà mình đến lại rất thích chạy cái bản này, nó chế cơ nó không bị cái hiện tượng là kéo ga này nó ngạt ngạt ấy. Anh em mà đi Way FI này, xin lỗi em đi. Có Way mới chất nào không em? Chạy nó sẽ ngạt ngạt. Way mới chất em có nhanh nhá. Em có qua em like nhiều lắm ấy, ai đặt cọc đâu, mấy chiếc Way mới của em còn hết đấy. Biển 99, biển Hà Nội có cả. Thắp mưa được. 11 triệu anh em nhá, bao dọn lên cho anh em. Là bảo cái Oppo với hai cái đèn thôi. Thua anh Đức bê mâm nghỉ rồi. Không, không phải nghỉ đâu anh ạ. Hình như về anh em hỏi vợ hỏi con gì đấy. Hỏi vợ. Hạnh kíp. Chào bạn kia, ok nhá. Em đăng nhập có không anh Nguyễn Trung. Em đăng nhập nhiều nhiều em mà. Còn nha anh nhá. Qua khách hàng lấy một vài chiếc nhưng mà vẫn còn. Chào Chí Tuấn nhá, mình ở chỗ nào vậy? Hưng Hoàng ấy, hiện tại là địa chỉ em đang ở 52 phố Trà Cầu Giấy Hà Nội nha anh nhá. 52 phố Trà Cầu Giấy Hà Nội 6264 đều là cơ sở của xe máy ông Kiên. Nhưng hiện tại đây là 52 là trụ sở chính bên em nhá anh nhá. Lưới. Đắc ba lưới. Hôm qua em lai chiếc màu xanh, mấy anh em hỏi liên tục luôn đúng không ạ? Nhưng mà bán rồi, giá hợp lý đúng không? Nhưng mà đấy là nó là chế cơ anh em ạ. Hợp 2013. Lý nó có lý do. Còn đây là 3VE, bản 3 van xả khí, chế độ tiết kiệm xăng để êm máy này. Chắc chất hụt ngon lành, bà không phải làm, xe chắc chắn gớm nhỉ. Con này em mờ mua xong, hai khóa đầy đủ luôn anh em. Máy zin em kiểm tra, chủ đã vào cả những cái lốp cho mình yên tâm. Hôm qua cháu một vào. Hụt bảo dưỡng hết. Đấy. LX3VE anh em nhá, đời 2013 màu xanh tím. Xe này đúng là cũng không phải đầu tư nhiều, còn anh em nào cẩn thận thì anh em làm lên thôi, còn theo em thì nó mộc như này để cái nước sơn này nhìn nó rất là giờ chỉ kiểm tra dầu máy rồi lát. Mắt đúng rồi, có một chút này. Đấy, bảo dưỡng côn. Một chút như này. Cần thì mình vệ sinh spa lại bên đấy thôi. Biển Hà Nội 29M125674. Đấy. Vừa mới về đến nhà thôi anh em ạ. Hai đôi lốp chủ vừa mới thay ngon lành hết rồi anh em nhá. Bảo dưỡng hết rồi, anh em lấy chỉ việc chiến đấu thôi. Đi. Vâng, mới tinh, hai khóa. Hai chìa khóa đầy đủ nha anh em nhá. Máy zin, em kiểm tra rồi. Máy zin đúng rồi, máy zin. Xe chất chắc, ba còn ba càng không phải làm mà anh em nhá. Cái khóa Piaggio này anh em ạ, rất là an toàn luôn. Nó có một cái thanh từ ở trong này để phục vụ cho anh em mình là không thể thể tức là có thể đánh được cái chìa cơ như này nhưng bật lên nó không nổ được đâu anh em, lưu ý cho mình nhá. Nên là cái chìa Piaggio này nó đắt, không rẻ. Chìa khóa con Way đâu đó có mấy chục nhưng chìa Piaggio này phải xít soát 200 mới được một cái chìa nâu này, vì nó có thanh từ bật lên để nó nhận từ ấy, nhận từ cốt đây này, có cái mã cốt của nó mới chạy được. Đấy. Nên êm chưa anh em? Thút tha thút thít. Máy 3V. Quay giờ đích màu đỏ đời 2008-09 nào không? Giờ đích màu đỏ 2008-09 110. Hôm qua còn không em nhỉ? Giờ đích màu còn đỏ. Còn ạ, em còn cả chiếc màu đen và màu đỏ. Còn anh Lưu Trần nhá. Màu đen hôm qua em like, màu đỏ em chưa like.
Tí nữa chắc em sẽ like cái màu đỏ anh em nhá. Ok, chiếc Vespa LX này để cho anh em mình 15 triệu với một chiếc LX Vespa 2013. Ừ. Anh em nhá, 2013. Máy zin. Máy zin luôn anh em ạ. Máy zin luôn. Vinh Sơn lên sóng Vision 2020 trở lên màu xanh, màu đen đi em Dung ơi. Vision thì hiện tại là nhà không, em không, bên không, nhà không có nhiều không còn nhiều đâu anh Vinh em Sơn. Hôm qua em cũng đã giải thích với anh em rồi, do bên là mới lúc khách mua là giai đoạn đắt, bây giờ Vision xuống thì khách nghĩ là xe giá xe cũng xuống nhưng mà trả thấp thì cái khách mua đắt không bán đấy. Giới thiệu con này thôi, con Vin chào anh nhá, cảm ơn anh. Ok anh Nguyễn Hiền nhá, cảm ơn tất cả anh em nhá, đẹp, phong, rẻ, ok anh em. Zin lùn vẫn là bản zin lùn này. Em Đinh Văn Phong nhá. Xe 82 em tín đây, này vừa like hôm qua rồi nhá. Không em lên like đi anh Nguyễn Khoa. 82 đẹp nhà mình, còn con nào rồi, nhỉ? Rồi tí nữa em Đức à, em tín xe dắt một lần. Chút nữa em quay cho anh em nhé, hiện tại ở Hà Nội đang mưa anh em ạ. Thế không có tiền thì có mua được không? Không có tiền mua được anh Trần Huy ơi. Không có tiền vẫn mua được. Hoàng Tuấn xít lên Lào Cai thì hết bao nhiêu tiền vậy em? Tầm khoảng 350 đến 500 nha anh em nhé, anh Hoàng Tuấn nhé. Ok, chiếc Zin này thì em cũng giới thiệu nhanh thôi, tại vì hôm qua em cũng giới thiệu rất là kỹ rồi, vì giám đốc em mua cũng giới thiệu rất là kỹ rồi. Mua là 18 năm đấy ạ, xếp lúc đầu là cộng 2,5 nhưng mà thôi em đã báo là cộng 2 triệu từ hôm qua rồi, em giữ nguyên cộng 2 triệu anh em nhé. Xe mộc chưa dọn, đúng là xe này phải lên dọn, Zin hết anh em ạ. Xong cho lên đây em ơi, không mua. Máy Zin nguyên bản hết. Cho lên đây Zin lùn anh em nhé, ra máy Zin từ các cái bược số này, hộp xích Zin hết luôn, trong cốp rất là đẹp luôn, chủ giữ cẩn thận lắm anh em ạ. Zin hết anh em, ok chưa? Đào Sạch Xuân hôm nào lên Hoàng Kiên mua một cái xe, Zin, em bảo ok đẹp. Anh. Cái này là dán thôi anh em nhé, nó không có vấn đề gì đâu, biển Hà Nội 29B. Có anh Duy Thắng nhá. 18 triệu 500 cộng 2 triệu anh em nhé. Zin lùn. Anh thấy. Em nào đam mê thật sự thì sẽ biết được. Anh Vinh Sơn đây hiện tại là 2021. Vision nhà em đang không còn ấy. Không còn con nào anh ạ. Vision đang cháy hàng mọi người ơi. Anh em nào trên đường live mà kể cả Thọ cũng được nhá, mà có Vision đẹp thì mang đến xe máy Hoàng Kiên giúp em nhá. Có nét Action 2019 không? Chí Dương Trinh. Anh biết rồi, anh biết rồi. Quay trên này đi em ơi, không mưa. Ok, thế lên trên này nhá. Ừ. Suzuki Hayat lại giá lợn chết đây rồi. Em rất thích quay những cái tầm giá nó hợp lý phục vụ anh em. Hôm qua em lên chiếc Tao Yot giá hợp lý anh em lấy nè. Có mưa sóng gió rồi hiện tại. Cứ hợp lý là chơi anh em. Biển 52. Mất khách đấy, là khách nước ngoài mua trong Sài Gòn, mua là hơn 8 triệu. Đấy. Chào anh. Mua chiều. Thì đúng rồi, em giải thích cái hàng Suzuki Hayat này rất nhiều khách nước ngoài là thích. Chất chắc lắm anh em. Đời 2007 anh em nhé, bản Suzuki Hayate, cốp rộng này, cốp rộng lắm. Đấy, ông nhìn cốp, dọn đẹp, ngon lành hết cho anh em rồi. Ok anh Trần Huy nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều, anh Kiên về quê đánh cá, anh học từ hôm qua. Anh bóng anh em nhìn, okay, sáng, hàng. Sáng quá luôn. Trần Sơn, chào Trần Sơn, xe 82 bao giờ mua không? Bên em không mua đâu anh ơi. Hai gương. Chạy nổ ngon chắc chất, em đã chạy test thử mấy ngày rồi anh em ạ. Em mua chiếc này 3 ngày, 2 hôm rồi các bạn đánh bóng nên là không like được. Đúng rồi. Một anh Hàn Quốc chị đấy. Dung gặp buổi chiều gặp buổi tối hôm đấy chiều, là chị tối em mới mua được. Đấy, anh ấy mua trong Sài Gòn. Tiền. Anh mua trong Sài Gòn là em mua là 3,5 triệu. Thế thì hơn chị Dung là đúng rồi. Hơn chị Dung là đúng rồi. Chị không. Dung lúc đấy thực ra xe đường lúc đấy là anh em đang đi hỏi thôi. Được. Lúc đấy là chỉ đi hỏi giá thôi. Bảo chị rất là xinh. Nhưng em phải đi hỏi giá đã. Xong rồi. Em mới quay về em bán cho chị. Đấy, nó lại đẹp, thế cơ. Đẹp này, không gì. Em nhìn này, đây cái để chân này, em nhìn này. Đẹp thế này mà, cái tem zin của nó này anh em. Ôi này, zin đẹp ngay, 3,5 triệu, mua chứ chị. Nhưng mà dọn rồi, dọn chất 300. Chất anh em nhá, xe chất đấy. Biển 52 anh em mua Sài Gòn là 8,5 triệu. Đúng rồi, bạn đấy. Bảo mua trong Sài Gòn hơn 8 triệu. Mình mua 3,5 triệu rồi. Thế là được rồi. Cộng phí tí rồi cho anh em giao lưu. Dọn mất 300 anh em ạ. Đấy, dọn từ hôm tối kia đến giờ, dọn mất 300 là 3,8 triệu, cộng cho anh em 1,2 triệu thôi. Rất hợp lý, quá hợp lý luôn. Máy căng chất anh em ạ, hai gương đầy đủ. Khách nước ngoài đi bao giờ họ cũng đòi hai gương, rất là hay. Chính Việt Nam mình thì cứ hay tháo gương, chứ các anh em nước ngoài đi là cứ phải gương nghiêm chỉnh đầy đủ, mà là máy nó phải bốc chất. Nhưng họ lại không quan tâm đến cái vấn đề tốn xăng hay không. Cái dòng này thì nó hơi tốn xăng tí thật, nhưng họ không quan tâm. Cốp rộng đi thích. Ok, 3,8 triệu cộng 1,2 triệu anh em nhé. Cộng 1,2 triệu đây anh em nhá.
dọn ngon lành rồi. Có 5 triệu thôi. So với anh em Sài Gòn là bọn em đã đỡ được hơn 3 cụ rất nhiều. Đấy, bà còn dọn dẹp ngon lành cho anh em. Anh Phạm Trường, em xin chào. Ôi, tiếng em thì các anh đừng bảo em tiếng nhẹ nhàng anh ạ. Em tiếng khác gì con dai đâu. Hello em Dung Bùi Hữu Hà. Ok anh, em chào tất cả anh em nhá. Dream Moon bao nhiêu tiền vậy? Vừa xong 20 triệu 500 anh ạ. 18 năm em cộng 2. Xe đẹp lắm anh ạ. Tại vì em like nhanh, tại vì trước đấy là sếp em like một lần. Em like một lần nữa. Bây giờ lần này là lần thứ 3 lần, 3 lần like trước đấy rồi. Nên anh em có thể xem lại các đường like cũ. Hôm qua gặp mẹ đẻ em Dung, bà quý bà quá. Mẹ em ở quê mà, anh Trọng Đỗ. Mẹ em ở quê mà. Chốt xe đấy. Ok anh Đông Hải, chốt xe nào anh inbox trực tiếp hoặc anh gọi điện trực tiếp cho em nhá. Xe đẹp. À, rẻ quá Dung ơi, ok anh Nguyễn Thu. Xe đẹp lắm anh ạ, toàn xe chất, em chọn kỹ lắm anh ạ. Con đó là con nào anh ơi? Con này trước mua 24 triệu sóng gió, đúng rồi, Hazate này trước mua 24 triệu. Vâng, đúng rồi. Đăng ký gần 30 triệu đây anh em ạ. Quan trọng là nó chất anh ạ. Em thì nói thật là lúc mua em cũng vác máy em gọi giám đốc. Thì giám đốc có bảo một câu là phải máy chất mới mua giá 3,5. Nhưng mà em bảo là kém nha anh nhá. Em bảo là máy chắc chắn là chất rồi. Vì em nhìn thấy mà khách anh mấy anh nước ngoài anh chọn thì rất là đẹp nha mọi người. Con Hazate hay là biển 52 hình ảnh rất là đẹp. Đấy, máy chất. Mỗi biển năm hai rồi, nhưng mà rồi quan trọng gì tầm tiền này anh em quan tâm gì biển 5 triệu các anh mua về cho em chạy đi ăn đi làm. Tức là Sài Gòn ấy chứ, bằng thủ đô Hà Nội mình cũng không hơn đâu anh em nhỉ. Văn Chiến ok, em chào tất cả anh em nhé. Chào 438 anh chị em đang xem livestream. Một Win 1996 anh em nhá. Chiếc này thì nó trông nó mỡ màng mộc mạc hơn trước kia. Đấy, Win 100 1996. Không vừa tiền hôm qua anh em hỏi đấy ạ. Đấy hôm qua thì chưa nổ, nói thẳng luôn, hôm qua cái bình nó hết nên không nổ kịp được. Hôm nay em sạc lên rồi thì đấy nổ ngon lành lên cho anh em. Để cho anh em mình là 20 triệu, 20 triệu, một chiếc Win 100, 1996, vương vàng. Phạm Duy, Albrecht, đấy 2014 có nha anh em nhé. Có 2014, 125 có đấy. Bọn ok, 20 triệu chiếc Win này anh em nhé. 20 em triệu anh em nhé, đời 1996. 1996, mà Winner 100, quên X. Win 100. Win. Em đang bị lẫn. Win 100cc cái gì? Gì nữa quên mất rồi. Win 100 Mino. Anh em nhá, okay. Win Mino. Ừ. Rồi. Khổ quá. 20 triệu nha anh em nhá. Anh em nào chốt xe này đi mốc trực tiếp cho bên mình, gọi trực tiếp cho bên em. Làm con basic này đi anh em, okay. Ơi. Rất nhiều các anh em hỏi em trong basic trong giai đoạn vừa rồi đây. Bạn. Máy đẹp. Zin sơn zin luôn. Đồ đạc quý hoa nhá. Ít từ cái trong hộp trong nắp bình xăng nóc mai em sẽ gửi cho anh muốn đẹp thì phải dọn lên thôi, đánh bóng dọn đẹp thôi chứ không sơn xi gì anh nhá. Đấy Phạm dầu nó bong hết ra mà. À, chắc tầm hơn 20 triệu một xíu nhá. Amblet đợi 2013 14. Biển Hà Nội. Một basic 2017. Tháng 11 2017. Hot. Con này bây giờ mới là hot này. Biển 37. À, không còn một con nào anh em. 51415 tiến lên em ơi. Bản key nhá, anh em nhớ cho em đây là bản basic smart key. Thích anh em rút hồ sơ sang tên thoải mái nếu anh em muốn, không anh em cứ để biển này cho em đi. Ờ. Đấy. 125 nha anh em nhá, dòng này bây giờ là ít nhá. Mày êm lắm. Nhà mình còn mỗi con này một. Vâng. Đúng không? Còn lại toàn 150 giá nó hơi cao. Sao tầm tịt thế mà kém ạ? Mình chuyển sang mạng ấy nhá. Okay. Bản khóa smart key nha anh em nhá. Anh em nhìn nó, bản khóa smart key chạy lướt mát luôn này. Em mới mua sáng nay luôn. Chưa có làm cái gì cả. Mua là 29.500.000 cộng cho anh em mình 2 triệu. Ok, được lại chưa anh em ơi? Xem được lại âm thanh ánh sáng được lại chưa ạ? Dùng wifi gói 20 triệu một tháng đi cho hình rõ ràng anh Hùng Anh. Ok anh em. Nguyễn Trung anh để lại số điện thoại, anh đang hỏi xe nào đấy? Xe Dream Việt, Dung mua chủ xe vía. Nặng chứ không phải Dung đâu nhé, cứ vui vẻ để lại bán xe đi em, hóa vàng đi em để cho anh 65 triệu được không em? Úi dồi ôi anh ơi, 65 triệu em vỡ mẹ cả mõm nhà em rồi. 68 đó là sập lắm rồi. Sập, anh ơi, 68 triệu rồi. Là em không được 1.000 nào. Công còn... đi, công đi, công lại nước non cầu phá, em phải uống nước lọc anh em ạ. Mà em... còn thâm vào vốn. anh đâu em tìm anh Tiến Đức. Anh Tiến Đức ơi, em phải uống nước lọc đi từ đây về lên tận Vĩnh Phúc. Từ Vĩnh Phúc đi về, anh em cho cốc nước chèo về uống sấy bụng gần chết. Đấy, đi đường anh em rầm rộ nhìn xe, quả xe bảo ui con xe đẹp thế. Về nơi là anh em đứng im. 68 triệu nếu anh Tiến Đức thì yêu quý em Dung thì mua giúp em nhá. Đừng mặc cả em nữa, em nói thật, mặc cả em kiên anh lại. Ngày nào anh lên like anh ấy nói em mà xem, nhục lắm anh em ạ. À. Xài 4G đi, đừng xài 3G. Ok, anh
Giang Lê Hải Long nhá. Trung tâm thủ đô mà tập thịt quá. Quay Nguyễn. Ok, được rồi đấy ạ. Được rồi nha anh em nhá. Ok, okay Basic rồi. Này em mua là 295 cộng cho anh em mình 2,5 triệu anh em nhá. 32 triệu một chiếc Basic 125 bản Smart Key. Tháng 11 2017 làm đen sần. Ok bạn anh đắt nhá. Nhất đây anh em ạ. Đấy. Có con quay bị rơi thái máy zin nó không? Như thái máy zin em đang không còn anh ạ. Không còn rồi anh em ạ. Ok nhá, Basic này nhà em hiện tại là 125 chỉ còn một con chạy này thôi. Chạy thích lắm anh em ạ. Chạy 150 thì nhà em còn vài con. Nhưng mà 125 150 nhà mình còn con màu xám sần đúng không? Và một con màu đen sần đúng không? Còn một con bản hybrid. Hybrid đấy. Biển Hà Nội. Đấy, còn 125 nhà em vừa tiền không còn đâu ạ. Chỉ còn một con này duy nhất tại hơn 30 triệu anh em nhé, rất hợp lý luôn. Ok, tiếp theo một chiếc Sirius anh em ơi. Sirius màu này đẹp màu nhỉ? Xanh đá đi. Xanh đá. 2021. Sáng nay em vừa mới mua. Máy zin sơn zin anh em không phải lo. Kiếm cho chị con A Black 2014. 2014 okay. Ra đây nhá. Quay cho Phan Duy. Phan Duy hả? Màu gì cũng được đúng không Phan Duy? Con nào đẹp ấy mang cho chị. Silhouette biển Hà Nội anh em nhá. 29X2-00946. Máy zin sơn zin anh em không phải lo. Quá đẹp. Ông em quay chậm. À, đẹp nha anh em nhá, dọn đẹp rồi nhá, dọn đẹp dọn ngon lành cành đào rồi. Ui con này mới lắm anh em ạ. Siêu mới. Chả phải làm gì, lốp lắc zin nguyên zin hết. Cổ vô anh em nhìn cái cổ vô này, anh em mới xem xe gì cổ vô. Chưa có động chạm gì cả, ra máy zin hết. Đèn zin, chạy cái chế cơ này rất là thích. Anh em nào đã đi Silhouette rồi anh em sẽ anh thấy. Anh Văn Phong ơi làm con Hazate 5 triệu đấy đi anh ạ, con đấy máy ngon lắm. Anh Vinh Sơn lên xe Way 50cc đi em. 50cc à anh? 50cc là xe liên danh anh em nhá, xe học sinh đấy, nếu anh em lấy cho các cháu đi lại thôi. Chứ còn anh em mình mà chạy cái dòng đấy là cảm thấy nó không được chắc hoặc không bốc được đâu anh nhá. Vì 50cc mà. Ok, chiếc Silhouette này sáng nay em mua bán ra cho anh em mình là 17.200. 17.200. Sáng nhập vào 16 đúng không? Thôi. 2021 nha anh em nhá, biển 29. Không phải dọn anh em ạ, xe này chả phải dọn. Tí nữa em lại kê lên luôn mà. Xe nó vuông vắn thế này rồi. Vuông vắn hết rồi đúng không? Kiểm tra dầu máy, quay đèn xi nhan là ra xe. 7.000 cây, hơn 7.000 cây anh em ạ. Không ấy đâu. 2021 rất là đẹp. Mấy con mừng tí anh. Ok chị. Còn Avalet phiên bản 2018 không anh Nguyễn Hồng Du? Còn anh ạ, em có cả biển tỉnh, hôm qua chiếc 28 em like có 28 triệu mấy trăm dọn xong nó lên tầm 29 triệu, đẹp lắm, màu xanh rêu và màu xanh Ninh Công Minh. Ừ. Có con Amblet biển Hà Nội nào mới về không chị ơi? Chế cơ được không anh? Em có con chế cơ xa xa kìa, tí em like giá rẻ lắm. Amblet đấy em mua 8, chắc em cộng 1,5 triệu, hơn 9 triệu. Em đánh hỏi là con màu đỏ em ạ. Hoàng Tuấn có con xe Wayne Farm 100 xe màu trắng hôm qua còn không? Còn ạ, biển đẹp anh nhỉ, 02338. 2016 đấy á, còn á, ui. Còn nhá anh Hoàng Tuấn nhá, còn con đấy vẫn còn đấy ạ. Đẹp lắm. Phan Duy Mệnh Hỏa chị nhé, Mệnh Hỏa thì làm con màu đỏ. Màu vàng được mà, màu vàng màu đỏ được cả. Phạm Văn Nhâm có con quên 2003-2004 nào không? Hàng đấy thì em lại đang không còn rồi. Không còn đấy. Lấy về con nào em báo Trần Văn Xế có con xe 8250 hôm qua bán chưa Hoàng Dung? 8250 hôm qua là có còn đúng không? Không còn. À con đẹp bán rồi bốn mấy triệu. Bán rồi anh Trần Văn Xế nhá. Em vẫn còn anh nhá. Nguyên Công GZ150 không em? Hết rồi ạ. Anh Khát Vọng Tây Nguyên có con Win Xịn nào không? Đấy vừa đấy, xong có con vừa rồi em hai con đều một con 13.800, một con 20 triệu nha anh nhá. Giá rất là vừa tiền cho anh Khát Vọng Tây Nguyên đấy, anh Tây Nguyên hay đi ra Win lắm đấy. Vượt đèo vượt núi thoải mái. Con BCX vừa xong 31 triệu hay 39 triệu đấy? 32 triệu, 29.500 em cộng 2,5 triệu xe đấy là 32 triệu. Ok anh Phương Hằng, Ngô Phương Hằng. Không phải dọn, xe đấy rất là đẹp. Chiều chào Phương Tuấn nhá. Sóng yếu quá Bùi ơi à, được chưa anh em? Xe sóng được chưa ạ? Anh vợ của Hoàng Kiên chị khá tốt đấy. Không hiểu anh Hùng anh nói chắc anh định nói chị nhớ. À chị nhớ. Ok anh em okay, cũng like nhiều nên em gặp trắng. Và cũng thi thoảng bán ok. Phan hợp luôn anh ơi. Phan Duy làm con này là ok nha. Biển 37 giá cũng hợp lý luôn. Mấy lần bên em like rồi có 19.500 thôi. Đỗ Lâm có con nào nhất 3 đèn vuông. Đèn vuông ngày hôm qua có 9.800 bán mất rồi bán anh em ạ, Đỗ Lâm ạ. Vâng. Có con Way 50cc nào mới không? Way 50cc có gì nhỉ? Có Canny này, có Galaxy này. Vâng. Elite này. Tức là nếu anh lấy xe số thì em có những cái dòng 50cc như là Silhouette đấy ạ. Hoặc Exciter okay, có 50cc nhá. Silhouette, đúng không? Coupe đấy. Nhưng nó đều là những hàng dòng liên danh. Thanh Lam, tí chị gửi cho em xe Dream 29C1
14163, còn không chị nếu còn cho mấy tấm hình 14163 chưa chắc đã còn. Không còn anh ạ. Vâng. Dream biển 29C em không còn rồi. Rồi ok. Giới thiệu chiếc Blade 2014 này cho anh em xem nhé. Chưa trọng chưa like, like luôn chiếc này xong cho em về. Anh em đang xem Phan like. Phan Duy đang muốn mua chiếc Blade 2014. Con này thì vừa tiền anh em ạ. Màu bệnh hỏa đẹp luôn. 19.500.000. Em nhớ em like hai lần đều giá đấy tất anh em ạ. Hàng VIP là hợp lý thôi. Dọn dẹp đẹp lên cho anh em hết rồi nhá. Ablade biển 37 2014. Đấy. Có 19.500.000 thôi anh em ạ. Giá rất hợp lý. Chị ơi, có biển Hà Nội không? Em ở Hà Đông. Hà Đông à? Hà Đông City à? Hiện tại là nhà đang còn con này biển 37. Hà Nội bên nhà còn đúng không? Còn Hà Nội anh em chờ xíu để tín B cho anh em xem nhá. Okay. Đây, tiếp theo. Còn anh em nào mà lấy biển tỉnh rẻ hơn thì anh em xem cho em chiếc màu cam biển 37 này nhá. 19.500.000, bảo dưỡng hết rồi, lốp láp ngon lành hết. Ngon lành cành đào hết rồi, 19.500.000. Đẹp hết lên rồi. Đời 24 anh em ạ. 2014 anh em nhá, bản 25. Mà em thấy rất nhiều các anh em đến xem con này rồi đều hỏi về con này. Tức là nhiều anh em hỏi xem like và hỏi về chiếc này đây. Đấy. Giá hợp lý. Nó đẹp mà anh em, nó đẹp mà. Xe chất máy dĩ luôn, em kiểm tra hết rồi. Đôi gương. Đầy đủ 19.500.000 nha anh em nhé. Thực ra những dòng xe này thì nó cũng dành cho anh em gọi là mua dưới 20 triệu. Kiểu đây, là đang còn nếu mà anh em thích Jupiter FI đây anh em nhé, bản Jupiter FI thụt ti dầu này, vành đúc phanh đĩa này, xanh GV, huyền thoại đấy. Cường 90 Hà Nam mãi đỉnh, chị Dung nhỉ. Ok, 90 Hà Nam lúc nào cũng mãi đỉnh em ạ. Mình là người Hà Nam, mình yêu quý dân Hà Nam của mình đúng không? Yêu quý toàn đất nước, nhưng mà Hà Nam mình sống đất nhà mình. Một chiếc Jupiter FI. Vâng. Đời 2017. 2017 nha anh em nhá, xe đẹp rồi. Ngon lành cành đào rồi. Ông quay cháu một vòng. Dọn dẹp ngon lành hết lên cho anh em. Để giá cũng hợp lý cho anh em. Để cho anh em mình 15 triệu 500 một chiếc Jupiter FI anh em. Giá rẻ bằng một nửa so với giá xe mới. Đúng không anh em nhỉ? Cái dòng này mới anh em biết giá. Bạn phun xăng điện tử FI, vành đúc phanh đĩa. Em là chính lý lý nhân Hà Nam nha anh nhá. Rất hợp lý. Hà Nam đấy. Máy Jupiter, nghe rất sướng luôn. Máy phê. Anh em nào thích chạy bay bốc là anh em thường thường. Quan trọng là ngồi nó trông nó cũng đầm. Anh em nào cao to mà đi con quay bé thì anh em chuyển cho em con Dung này. Nguyễn Hiền ơi, 39 triệu, SH 39 triệu em bán ngay lập tức rồi anh em ạ. Anh em ngày hôm qua anh em nào có được ăn luôn để con 68 không ạ? Ba nháy lô đề 68 anh em. Khách mua xong về khéo còn đủ tiền lại đi mua tiếp con nữa. Bảo thôi đủ tiền con đấy rồi. Hôm qua là lúc em được một người bạn đánh con 68 được 3 nháy. Gọi điện cho em và tặng em 500.000 mọi người. Lộc mà đúng không anh em nhỉ? Dô Dung chuẩn bị trở thành cô đồng rồi. Hà Nam nhưng okay. Phải gái 15 năm mới. Phục vụ cho anh em okay, cái xe anh Đỗ Việt rất hợp lý luôn. Quá mà anh em nào mà xem của em còn đít 68 3 con 3 nháy luôn anh em. Qua em có bảo mà anh em đúng không? Qua chị Dung bảo tối nay làm con lô đi 68. Qua về ba nháy hôm nay chị like xong chị xem con nào hợp chị bảo anh em không đi. Cô đồng hôm nay không nhìn thấy con nào đẹp. Con nào cô đồng đẹp. Mà tự dưng phát ngôn thì được. Đà bảo okay. Một chiếc Jupiter tiếp theo nha anh em nhá. Cái này đời 2015 thôi anh em ạ. 2015 giá yêu thương. Bắc rất yêu thương luôn. Không thể rẻ hơn được nữa. Lê Hải Long. Anh ơi, người ta nói rồi mà. Người ta phải nhìn thấy. Nhìn thấy thì người ta mới báo chứ không nhìn thấy là em không báo đâu. Chủ lên cả đèn led anh em nhé. Ok thưa anh. Máy chất đã dọn rỉa là sơn tỉa hai cái da máy này. Hình thức bên ngoài chắc là chưa dọn đâu nên là chưa có bình ắc quy là thế. Giá để cho anh em mình là 11.800.000 anh em nhé. 11.800.000 chưa dọn. Hai cái này chưa lắp. Jupiter 2015. Gần rồi anh Đỗ Việt Văn ạ. Trời mưa rồi chị ạ. Chắc phải lại mưa đang mưa anh em. Bầu trời Hà Nội đang rất là mưa nha anh em nhá, mưa đấy ạ. Bây giờ đứng ngoài trời tóc tai là cũng ướt hết rồi đấy, quần áo cũng đang rồi. Okay. Bảo Jupiter đấy. Là em làm con này đi. Em cho một Jupiter lô Jupiter. Này đi. Mình làm con này đi. Chiếc này và chiếc biển 12 vừa rồi là hai chiếc tương sờ đồng với nhau anh em ạ. Chiếc kia là tháng 7 thì chiếc này là tháng 10 đều 2017. Đấy. Con này biển 28 nhá mọi người nhá. Biết đâu anh em cùng tỉnh thì anh em chọn lựa một trong hai. Cũng giá bằng nhau, đều 15 năm tất, anh em lựa chọn cái nào cũng được, đều là xanh GB 2017, đều là máy zin anh em nhé, sơn xi dọn đẹp hết. Có cái là chiếc kia thì nó là xanh, còn chiếc này cái mõm này đen, lốp đều dày, ngon lành hết rồi.
em không phải lo lắng gì cả. Hôm nay đánh máy khô đen, chỉ việc lấy đi lăn bánh. Rất thích nhỉ? Sao em lại rất thích cái form Jupiter FI? Chị cũng thích. Tầm tiền nó hợp lý. Con này chìa khóa cả đôi, còn một chiều vâng. Chưa sử dụng nhá anh em nhé. Bình thường nhá, nếu anh em mà lấy cái tầm tiền khoảng đúng không 15 năm thì anh ok em nhá. Chỉ lấy được quay thôi. Chỉ lấy quay thôi thôi. 15 năm thì anh em chỉ lấy được chiếc quay cùng lắm là bây giờ thì cứ cho quay A thì lấy được đời 2019 20 đấy anh em ạ. Thì chiếc này 27, anh em ơi, Jupiter 27 FI phun xăng điện tử, máy tăng đét. Nếu anh em mà có nhu cầu đổi sang một chút thì chuyển sang Jupiter. Yamaha là đi Yamaha. Rất là bốc đấy mà anh em ạ. Đi nếu mà là nhá, em báo tay. Nếu trong các anh em ở trong miền trong ấy, như là các tỉnh trong ấy, từ miền Nam đấy, gọi anh em miền Nam. Người ta chạy Yamaha nhiều, từ Varius rồi Akuzo đúng không ạ? Đấy. Toàn Yamaha hết. Thực ra là miền trong ấy thì ngoài em Bắc mình mới thích Honda đúng thôi. Rồi, theo em nghĩ là miền trong rất là thích Yamaha vì Yamaha đi máy bốc. Nếu để máy chạy bảy nhận, người ta cứ chạy Yamaha là đúng tốt, rồi. Đúng không ạ? Chả cần. Ví dụ như là Classico này, đúng tất không? Tất cả vâng. Kushi này, tất cả cái dòng Yamaha em đọc những trong đấy hầu như là anh em rất là thích. Dòng Yamaha trong đấy như là Akuzo là nổi tiếng nhất này, đấy. Đúng rồi. Chạy anh rất nhiều nhà chạy chứ Vision trong đấy ngoài này bán chạy chứ đúng trong rồi, đấy chưa chắc trong đấy không thích đâu ạ. Vâng. SH trong đấy chưa chắc đã đi nhiều đâu. Người ta cứ chạy các cái dòng Yamaha hay. Vì để chạy thì Yamaha chạy hay hơn. Tất nhiên là ngoài Bắc mình là thiên về ăn chắc mặc bền, chạy Honda gọi là đồ đạc hay nó tiết kiệm. Với lại là Honda ở Bắc là Honda nó chạy ít xăng. Nó thông dụng. Miền Nam là sáng cấy chiều gạt. Xong là cứ trải nghiệm, cứ hưởng thụ, gọi là hưởng thụ đấy. Đấy hưởng thụ. Nếu hưởng thụ thì đi Yamaha này đúng không ạ? Còn tính lâu dài thì anh Trần Huy, có anh em nào miền Nam đúng thế không ạ? Vì anh em miền Nam không quan trọng xăng. Anh em miền Bắc thì là quan trọng. Đúng anh rồi. Đấy anh em miền Bắc là rất là quan trọng. Không nhưng mà FI anh em nhé, phun xăng điện tử FI cũng không lo tốn đâu. Chỉ số của năng lượng nó đến là nó chỉ rơi vào tầm 2 lít 2 thôi. Cái quan trọng nhất là anh em miền Nam là kiểu là không quan trọng. Yamaha cứ bốc là đi. Cứ bốc là đi. Đấy. Còn miền Bắc mình là miền phải tính lâu dài. Cứ ăn chắc mặc bền. Phải mai sau bán lại lỗ bao nhiêu nữa. Thay cái đồ này hết rẻ hay là đắt, đấy phải tính như thế đó, đúng không ạ? Như ở trong Nam đúng rồi anh Trần Huy nhỉ. Thay bán đồ, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Ok nha anh em nhá. Đấy, rất là mỗi một vùng miền nó có một cái khác nhau đấy. Một đấy. Chiếc không. Đây anh em không, vừa lúc nãy anh em hỏi 50cc nhá. Đấy. Hỏi 50cc thì mua con này XI là mua XI mà đi anh nhỉ. Đấy. XI 135. Bây giờ ra XI cũng ra 50cc. Anh muốn nói con đấy. Con đấy đời 2017 nha anh nhá. Đúng rồi, cuối 2017 ạ. Hai chiếc xanh cà phê của em 2017 hết. Nguyễn Thảo, Hà Nguyên miền Bắc Hà Tiện hơn. Rồi, XI 50cc mà. Đúng rồi, miền Bắc là tiền hơn đúng ạ. Chuẩn nhưng luôn. Nhưng mà miền Bắc như thế mới làm nhà cao cửa rộng, con nói chung là giàu nhanh hơn miền Nam. Miền Nam thường là sẽ tiêu Xuân Hải đúng rồi. Lại không ít giữ được. Cần Lê không tập trung vào xây nhà xây cửa. Ngoài Bắc mình là tập trung nhiều hơn. Tuấn Thịnh hát bài mùa Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Ôi trời ơi. Vắng làm sao được anh? Từ vắng sáng đến giờ anh này. Sáng mưa đang mưa rất là nhiều đây anh ạ. Vắng không vắng đâu. Hà Nội mùa này. Bao nhiêu cơn mưa. 50cc nha anh em nhá. XI dáng XI 50cc. Bây giờ các em nhà mình là uống sữa nhiều này. Toàn các em to rất hết. Rất là cao. Chứ còn cứ bảo là 50cc đi cúp nó bé nhưng mà các em toàn em to, mà to thì không chọn được thì anh em chọn cho em chiếc này này. 20 không. Để tí em xem lại nha anh. Jupiter à? 2020. Có con 2021 biển 37 màu đen anh ạ. Còn 2021 biển 37 màu đen em bán là 21 triệu. 2021 biển 37 màu đen. Đen sần đấy ạ, đẹp lắm. Đúng rồi, ngoài Bắc mình nói thật là cách sống nó vậy rồi, ăn vào máu như không được cuộc sống nó phải vậy. Đúng rồi anh Trần Huy, không phải Hà Tiện mà là kiểu biết về xe Hùng Anh. Không phải đâu, tại vì mỗi một dân khác nhau. Nhưng ví dụ như là khi bán xe, bán dòng Honda thì thường đỡ lỗi ít hơn. Vài ớt cũng thế đúng không? Nó cũng đúng là mỗi anh em một vùng nhiều khi dùng giống như anh em bây giờ. Anh Hoàng Dân Cô Cơ Khí đang hỏi là xe du biển 28 bao nhiêu? 15 năm anh ạ, 15 năm, hai chiếc bằng tiền, 15, 15 biển 28 và biển 12 bằng tiền. Chiếc này giá hợp lý anh em này, đấy, chả có gì hợp lý hơn cái này, 2020, biển 14AZ, tức là 50cc. Đấy, giá em để cho anh em có 7 triệu rẻ 6 thôi, anh em ạ. 7 triệu 6. Bằng chiếc xe Way thôi. Quá rẻ. Nhưng mà khi mà mua 6. Mới con này là cũng cao tiền nhá mọi người nhá. Gần 20. Đúng không? Vâng. 18 triệu 800. Chưa đăng ký là đăng ký 20. Những cái dòng này nó thiết kế nó sẽ cầu kỳ kiểu cách hơn của một con Nguyễn Vĩnh nhá. Chạy thì thực ra là em đánh giá nó không khác nhau nhiều đâu. Nói thật sự nó cũng đều là anh em liên doanh okay cả. Chính ra nhá, nếu mà để em chạy chứ cái dòng liên doanh này em đánh giá con cúp
lại là hay nhất. Anh em cứ thử trải nghiệm mà xem. Nếu mà để chạy, tất nhiên hình dáng thì mỗi người một sở thích. Còn những cái như này hoặc Sirius hoặc những cái dòng xe khác ấy, thì chưa chắc đã lại được. Còn nếu chạy 50cc thì em đánh giá là cúp. Tất nhiên nếu anh em có điều kiện thì chuyển cho em sang hai bản của SOM là Elegant và Galaxy. Đấy là những cái dòng gần còn như bọn em gọi là hãng rồi. Mang cả Ballet đấy chị em ơi. Ok nhá, 7,8 triệu. Ballet 2014 đấy, tập trung với em. 7,8 triệu. Hôm trước đang đi dọn chưa xong anh ạ. Đúng rồi. Dọn chưa xong. 7,8 triệu anh em chiếc này nhá. Đây, một chiếc Ablet chế cơ, tiếp tục một rồi. Chiếc Ablet chế cơ. À, Chiến, Nguyễn Văn Chiến này. Có con quay lướt nào không biển Hà Nội? Quay lướt biển Hà Nội anh? Quay lướt biển Hà Nội... anh lấy 100 hay 110, chắc là 110 anh nhỉ? 110 đấy, giám đốc đâu rồi em? Chưa anh. Mua về được ngay. Thắng Bùi anh giám đốc, mai có việc anh ơi. Về được. Ok. Ablet chế cơ anh em nhé, 2007 thôi. Thiệp có tập gym anh ơi, anh em đang hỏi Thiệp tập gym không? Bán cho anh xe Dream của ngày xưa thôi anh em ạ, ngày xưa. Ok anh Cường Lê luôn. Anh Cường Lê mà mua con xe Dream của em mua em bớt ơn anh Cường Lê rất là nhiều. Mời anh Cường Lê nhậu bữa. Phá rớp. Anh Cường Lê là sếp đang... còn đặt luôn ra trước cửa hàng. Ừ. Mai em bảo đề nghị là dán luôn cái biển là xe chị Dung mua đấy. Đấy, thế em chết anh em ạ. À 15,500 con Du đấy ngon, ngon. Đấy, máy chất ok anh ạ. Rất hợp lý luôn. Okay, sống hưởng thụ đi anh ạ. Chuyển sang con đấy đi. Đưa đi quay. Có sao đâu, nó có phun xăng điện tử thôi anh ạ, chạy có 2 lít 200 cây thôi. Chiếc này Ablet chế cơ anh em nhá, chủ đi nên là chưa bảo dưỡng côn. Anh em cần là cần phải bảo dưỡng cái côn mới một về chút. Anh em ạ, thì nó sẽ chạy nó rất là chắc chất. Có mỗi cái côn thôi, em vừa mua nãy sáng này em vừa mua. 2006 2007 nha em nhá, 29i 2007 xe vuông ván, em nhìn là vuông ván rồi đúng không ạ, bảo rồi. Dưỡng mỗi cái côn dọn dẹp lên nữa thôi, em cứ báo giá mộc anh em vừa mua 8 cộng cho anh em 1,5 triệu. 9,5 triệu anh em đã cộng em. Dọn bao nhiêu thì đợt anh em cộng mua vào bọn em phải mua trên 9 rồi. Những cái dòng Ablet biển Hà Nội này anh em ạ. Nó là biển Hà Nội. Anh, phụt này anh em. Anh Huấn Nguyễn đang bảo là cho giá Du tụt hết cả quần, vứt cả dép vào và áo đi. Anh ơi kể chờ tí nhá anh nhá, anh Huấn Nguyễn nhá. 50cc thì ai đi bán ra 9,5 triệu. Mua 8 cộng 1,5. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa ơi, 50cc dành cho các con đi học nhanh nhá. Các con đi học vẫn đi bình thường mà. Cứ biển okay, hai chữ cái đằng sau anh em nhớ Hương là biển ơi. Đầu tiên là biển vùng miền, sau đến chữ một chữ cái thì là biển anh em mình đi đấy, tức là biển trên 150cc trên 75cc. Còn biển hai chữ cái anh em nhớ sau cái biển vùng miền mà là có hai chữ cái thì là 50cc anh em nhé. Đấy em hỏi anh Nguyễn Quyết đang bảo là quay cho lại cho anh xem con AB 230i 9454 anh xem lại chứ. Em bán rồi ạ, hôm qua em bán. Ô, rồi chín bốn năm rồi anh Nguyễn Quyết ơi. Đúng rồi, ông quay mặt ông rồi ông ơi. Thì thoảng không có anh sai 2010 chị nhỉ, không còn nhá Nguyễn Hùng nhá, đang hết. Em Thiệp hói hay lắm Nguyễn Thắng. Ok anh. Ok cảm ơn anh nhá. Quay 110, lúc nãy anh đang hỏi quay lướt 110. Quay lướt 110 em hiện tại đang không còn anh ạ. Em cũng đang nhận một vài anh em đang mang đến, nếu mà chắc là trong chiều nay anh để ý live chiều nay anh nhá, live chiều nay bạn, hoặc là sáng mai có lướt có xem 110 lướt không? À có quay lướt 100 cho em xem chút anh ơi, anh có một con 100 màu trắng ngày hôm qua đấy. Vâng, biển đẹp, đẹp anh ạ. Ừ, biển cũng đẹp. Chiếc này like rồi chị ạ. Đây, chiếc này chưa like mà. À vâng, em đã like rồi mà, 11,8 triệu. 11,8 triệu, em đã like rồi. Ờ, đâu tí nơi. Đây, Ablet, Ablet của nhà mình đúng không? Không. Anh em bạn nhiều khi là đang bê mâm mới. Bận đi cho các cụ ngồi nghỉ luôn. Quay cho em chút. Xem con The Dream Việt. Ok. Ok nhá anh em nhá, đây cho luôn ở trên đấy đi. Ok, trên đấy. Cho đỡ mưa. Em đưa chiếc này xuống đây anh dắt lại cho. Quay cho em xem The Dream Việt 2011 nha, Nguyễn Văn Thắng. Ok nhá anh em nhá, kiếm anh con Win 100 nhé, tầm khoảng 15 triệu, 15 củ. Anh Nguyễn làm ơi, 13 triệu làm đi ạ. 13 triệu em vừa mới mua hai chủ lúc ra bắt tay em đấy ạ. Lúc đầu anh ấy đến đòi em 17, thật sự ngay luôn chiếc đấy. Nhưng thôi em cũng phân tích cho anh ấy là nó là thôi, nó là thế này thôi, thế nọ thôi, thì nó chỉ thế thôi. Thế không thôi em vẫn bỏ xuống thiện. Là dưới là tí là để anh cho anh em 13 triệu. Anh 8 triệu bán không ship cho anh. Không, em vừa mua 8 triệu. Mua 8 triệu anh ơi. 8 triệu rồi, em vừa mua 8 triệu anh ạ. Biển Hà Nội. Anh ơi, biển Hà Nội không phải làm gì hình thức, bảo dưỡng mỗi cái côn lên cho em nữa. Nếu mà cần cẩn thận, anh có thể cạp lại cái bát, đóng lại cái búa nó rơi vào tầm khoảng 200. Tích sai nào 10 triệu không? Tích sai 10 triệu không có đâu anh ạ, tầm 13 triệu 500, màu xanh, 2014, biển Hà Nội. Con 29C, con nào nhỉ? 29C là con nào nhỉ?
anh Kiên nghỉ nốt ngày nay anh em ạ. Ngày mai lại bắt tiếp tục. Ok. Thi thoảng cũng một tuần là cho nghỉ một hai lần. Cho ca sĩ nghỉ không? Ca sĩ khản tiếng, ca sĩ không hot được anh em ạ. 4.800 cây nha anh em nhá. Em cũng thế, ai cũng thế anh em ạ. Làm thì 150 2021. Vâng. Biển 18B2. 50cc. À quên, 150cc. À, hai cậu đời 2021. Phanh CBS nha anh em nhá. Cũng phải lên, cũng phải là 2022. Vài bữa xong lại phải nghỉ anh em. Giá rẻ quá anh em ơi. Quá rẻ. 150. Ừ. 2022. Văn Thịnh 29C101257 còn không? Không còn anh ạ. Không còn con đấy anh ơi, con đấy không còn rồi. Win bản bao nhiêu? Win anh ơi, con Win bản 1996 anh ạ. Chiếc này em bán ra là 75 triệu anh em nhá. Rất rẻ, 150 anh ơi. 150 2022. Chưa tìm thấy anh ạ. Giá rất rẻ rồi, giá này đúng là giá có 4.000 cây anh. Anh Văn Thịnh ơi, không còn con đấy nha anh nhá. Con future bán quá hai nút. Màu xanh dương biển 20 còn không shop anh Trọng Đỗ. Em cũng bán rồi anh ạ. Cũng bán rồi anh ạ. Ok anh em. Cường Đỗ Mạnh hôm lên lấy xe không gặp Hoàng Dung. Em trong thời gian live thôi anh ạ, cũng phải về nghỉ ngơi anh ạ. Tại vì thực ra là mình phải làm, mình phải tính đường dài nhá mọi người nhá. Ngày nào bọn em cũng lên live, nhiều khi là nói thế này thôi, nó đều thế này thôi, nhưng mà nhiều khi là nó cũng có một cái gì đấy nó liên tục. Thế nên là cố gắng có em, anh em cứ lên em ở đây. Em ở đây đấy, tiệm liên tục đúng ở đây anh em. Em ở đây vừa bán vừa mua phục vụ anh em hết nhá. Ok. Trưa cũng được, tối cũng được. Em ở đây tất. Ok, 75 triệu, 150, giá rất rẻ rồi anh em ạ. 150 mà 2022 thôi anh em ạ. Lướt mới rồi. So với xe mới là đây ở trong trong Tết đúng không ạ? Trong Tết nói cũng hơi xa, nhưng đúng trong Tết anh ở quê em, anh em mua cả đăng ký 98 triệu. Biển 90 thôi, cũng không phải biển Hà Nội đâu, 98 triệu. Cát vàng son. Bây giờ 75 triệu. Win màu đỏ à? Win màu đen nhanh nhá. Win màu đen ạ, win màu đỏ hôm vừa rồi em bán rồi. Win đẹp em bán rồi. Tiếp theo một chiếc Blade biển 36, con này 2016 anh em ạ. Vâng, đúng rồi chị ạ. 2016. LED 2016 anh em, bản LED nhá. Con này cũng còn chiều quá cả đôi này. Mình kiểm tra con này chị cũng quay cho cháu một vòng. 2016 bản LED nhá mọi người nhá, bản form đầu tiên của form 2016, bản LED đấy. Giá bây giờ toàn những cái bản này là giá rất hợp lý cho anh em rồi. Đấy. Giờ toàn đúng lên gặp mỗi ông anh làm kiểu để cho anh em mình còn 26.500 thôi. 26.500 vì dọn dẹp đẹp lên. Đây là bản Sport anh em nhé. Nào, bản Sport là bản vành đen đấy. Em. Đã dọn hết đây rồi. 265. Cường Đỗ Mạnh. Một vài chiếc gym nhá. Anh em không phải gym nhiều. Ở trong đấy. Anh Cường okay. Lê ơi, anh Cường Lê mua cho em con xe đấy đi. Biết ơn anh rất là nhiều. Còn anh trả em 65 triệu thì còn tranh nhau có 3 triệu thôi mà. Cố lên anh ơi, xe cố nó đẹp thật sự. Lốp còn zin theo xe có mấy nghìn cây. Em đã bảo rồi, bây giờ anh em nào mà lấy xe zin của em mua. Biết ơn anh em rất là nhiều. Mình đang xem đâu rồi, anh em đang ở đâu rồi? Nó trượt mất rồi. Live suốt nhưng chưa thật sự chim ưng xe nào để chốt. Văn Hiệp, thực ra là nhiều khi là anh em thế anh có thể comment lên cái dòng anh thích là dòng nào, em có thể phục vụ. Chào ạ. Anh Hữu Dung nhá. Em ơi, xong gym đấy à? Ok, gym đây à? Rồi, gym tiếp theo đây rồi. Okay, chị ơi. Đây. Ở dưới này luôn chị ơi. Đây. Gym Ok, Đỗ Mạnh, Cường Đỗ Mạnh quán, Cường. Ngon lành cho anh em chơi, giá tiền em kiểm tra qua cũng rất là hợp lý phải chăng? Ừ. Anh em để em xem cái đầu máy này. Anh Văn Thịnh anh đang hỏi là đấy đi Việt Nam biển 29Y3. Bán 1, rồi. 3455. Con đấy bán rồi anh Văn Thịnh ơi. Đầu máy 8097 anh em nhá. Xe anh Dương Thái Trường nó hỏi anh Kiên đâu. Anh Kiên hôm nay đáp số ra máy đẹp này anh em cho nghỉ máy anh hả. Máy nghe chắc chất Bô 2543. Trước cuối like chắc là anh lên đi mà. Xe sóng gió Ruito V à em. Hiện tại là Ruito V đẹp nhà chị không còn rồi. Chưa về được em ạ. Đàn đồ vẫn còn chắc chất lắm anh em ạ. Ra máy đều đẹp. Yếm vẫn là yếm Thái này anh em này. Rim Thái nha anh em nhớ nãy anh em nào đang hỏi em rim Thái. Đầu máy 80 nha anh em ạ, 997 rồi. Phù hợp với anh em lấy tầm tiền nó cũng phải chăng, nhô 20 một chút thôi. Anh em nào có nhu cầu lấy rim Thái chạy đi ăn đi làm đi chơi thì anh em xem cho em chiếc này kỹ.
Tất nhiên là nếu mà anh em bảo trưng bày triển lãm thì chiếc này chưa tới được. Đâu rồi em Dung, anh ơi, lúc đêm mâm về nhà có chút việc nha anh nhá, chắc là mai ngày kia bạn đi xuống. Chẳng là chắc cũng Dung like không thể bỏ qua được. Cảm ơn anh Hoa Hậu. 22.500. Chị Hoa Hậu, 22.500, một chiếc Dream Thái, đầu máy 80 anh em nhá. Với tầm tiền này anh em chơi cho em chiếc này là hợp lý, dọn dẹp lên ngon hết rồi. Ok anh Cường Lê, chờ hết. Chút em mai nhá. Đi thôi. Đấy, hiếm mới là hiếm Thái. Nghe máy anh em nghe vẫn chắc chắn đúng không? Như là tầm này thì để máy zin là em cũng không dám nhận. Đấy phải nói thật sự với em, nhưng mà lườn lóc đẹp đúng không ạ? Lườn lóc nắp đỉnh sang anh em nhìn rất là vuông rồi. Nhìn sơn này vẫn rất là ok lắm. Đấy. WA 100 màu trắng đẹp. Anh ơi, anh Hùng anh ơi, con WA một màu trắng hôm qua em like đi đít 68 đấy đúng không? Thiệp nhỉ? Ok anh em. Dạ vâng, đít 38 ạ. Đít 38 à? Đúng rồi. 02338. Ok anh em nhá. 22.500 một chiếc này. Bên cạnh là một chiếc biển 3 số. Đấy, biển 3 số anh em vừa tiền nhé mọi người. Vừa tiền hơn để cho anh em chơi. Đấy, vừa tiền cho anh em chơi đấy ạ. Hôm qua cháu một vòng chiếc xe Dream Thái. Vừa không cung tiền cho anh em đi ăn đi làm xe ôm Grab nha mọi người nhá. Xe ôm Grab. Biển 29158V4. 13 triệu. Quá hợp lý, 13 triệu. Anh em nào mà đang lấy quay thì anh em bảo 13 triệu anh em nhé, biển 29, biển Hà Nội. Rửa đánh bóng lên chút là đẹp thôi anh em. Đời 1993 thì... Đúng rồi, 1993. Anh Nguyễn Xuân Hải đang hỏi con Dream Thái máy nguyên không? Không anh ạ, 22.500 anh nhé. Máy chất căng, đồ sơn nhũ đẹp. Anh đang hỏi xe lúc đây đúng không đẹp. Ạ? Còn nếu mà anh đang hỏi xe có xe Dream Thái máy nguyên không, bên em có. Đấy. Hoa hồng có gai, có con Amelette biển 36. Đổi biển Hà Nội sao chị đẹp? Em rút hồ sơ là mất 2 triệu anh ạ. Sau đấy anh về anh đăng ký biển Hà Nội theo thuế và biển của Hà Nội. Đấy em rút hồ sơ cho các anh, dao động ở tầm khoảng 2 triệu. Em chỉ báo khoảng Nguyễn, từng vùng SH màu trắng đẹp thế. Em màu trắng kia 150 CVS. Trước đấy khách đặt cọc rồi. Em có một chiếc biển 18 ở trong nhà anh. Nó đây. Cũng được mà. Ok. Nhà anh Kiên bán xe thế này nguy cơ đóng cửa chợ xe máy Chùa Hà là rất cao. Anh Trọng Đỗ. Không bình thường mà. Thực ra là anh em quý yêu quý Hoàng Kiên thì giao lưu thôi, nhưng anh em vẫn bán được, còn rất nhiều khách lắm anh em ạ. Sơn Lê Đình có con tin Thái nào? Thái biển đâu anh? Con tin Thái biển biển Hà Nội nha anh nhá, vừa xong biển Hà Nội đấy ạ. Có biển luôn, em đọc lại biển cho anh em. 29X359973 anh ạ. Năm đầu máy 80997, đăng ký lại thì 2022 rồi anh ạ. Đây một Dream Việt đẹp xuất sắc. Ok anh nhá, chào em xíu. Nhìn mấy chiếc đuôi đuối thì anh em mình sang trên này đẹp tí, nhìn cho nó anh em bắt mắt đúng không? Xong là nhìn con em Dung nữa là còn đẹp nữa. Đúng rồi. Dream anh em, Dream lốp còn em xem chờ con Dream biển 18 mà nghe khó quá. Vũ Duyệt 1812 không còn đâu anh ạ, không còn cái gì hết nào. Đầu bò anh em nhìn đòn cờ kia các thứ vẫn còn gì hết. Ok chào 465 anh chị em đang xem live stream nhá. Gì hết anh em chia sẻ bài cho em phát gì, chia sẻ bài cho em phát gì hết anh em ơi, vẫn là gì 2012 anh em nhìn đâu. Biển 29V342490 nghe máy này. Đấy. Côn keo vẫn phải có hồi côn anh em nhá. Anh nghe tiếng côn này. Nhiều đó. Anh em đến là bảo kéo lên nhả ra không có tiếng cộc cộc là không mua. Đấy là em hơi gập lên để nó ấy đấy. Nó có tiếng hồi côn vả đấy. Xe sang tên đổi chủ bao tiền chị Kiều Hương? Xe nào ấy ạ? Anh em muốn hỏi biển tỉnh hay biển Hà Nội ạ? Ví dụ như tỉnh về Hà Nội hoặc Hà Nội về gì tỉnh. Ấy? Nhớ bạn anh em nhé. Tất cả các tài zin hết anh em nhé. Em kiểm tra hết rồi. Zin nó còn zin hết. 55 triệu anh em ạ. 55 triệu một chiếc zin Việt 2012. Máy zin sơn zin, lốp zin. 55 triệu. 55 triệu nha anh em nhá. Sơn zin. Rất đẹp đấy. Lốp vẫn còn zin theo xe. Nhìn 2012 đúng không? Vâng. 2012 anh em nhá. Đấy. Đây, ý anh em hôm qua là anh em sẽ thắc mắc cái xe của chị, cái mặt nạ đây này. Thì nó khác nhau một chút ở cái mặt nạ, đây là mặt nạ zin của Dream Việt. Em Dung đời sâu lắm rồi đúng không ạ? Đấy, còn cái của anh chị Dung là đưa ra cái quả zin Dream này là như là gần như là kiểu giống Dream Việt đời đầu ấy. Đúng rồi. Đời sâu nó có giá anh em ạ. Đời sâu nó có 40 triệu chốt bé lợi. Chết cha nhà em anh rồi. Lại chết rồi. Anh trả này là em. Bên mình có quay 2022 biển Hà Nội không anh? Quang không còn ạ. Hết sạch rồi anh ạ. Đang thiếu. Chiều nay là anh em đang có một vài chiếc là đang có những cái dòng xe Way Vision
mà xe đẹp cứ inbox trực tiếp cho bên xe máy ông kia nhé. Rất là đang khao khát muốn mua xe Dream đằng sau anh Thiệp bao nhiêu tiền vậy? Nhan Thanh đây. Đấy, anh em vào Dream Việt. Tí nữa dắt chiếc kia ra cho chiếc này ra sáng hơn tí. Ok. Chia sẻ cho em phát rồi. Đi tưới lan. Ok anh Trần Huy, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Trần Huy là một khách hàng rất là tín nhiệm bên xe máy Hoàng Kiên. Dream 29V1 207 Dream Việt Nam nha anh em. 2072. 2072. Dạ 206 thôi ạ. Dream Việt Nam 206. Bà giá Duy cũng hợp lý thôi anh em ạ. Tem thì không còn nha, dán rồi. Dream Thái 8687 còn không còn nha bạn Hùng nhá. Ra máy vẫn đẹp, vẫn zin được anh em. Càng đẹp. Ok anh Văn Hiệp. Máy zin anh em nhé. 206 máy zin. Đầu bò đẹp, khô. Máy zin luôn anh em nhá. 206 đấy. Máy zin, zin Việt Nam. 29V1 2072. Đó 2006 mọi người nhá. 2006. Vâng. 2006. Máy zin. Chất chắc, anh em chạy cái đời này anh em máy đấm chắc lắm anh em ạ. Cái này nổ chưa em? Mở chưa? Đây, hôm qua cháu cái yên áo này. Cho đẹp. Anh em nhìn cho nó zin hết anh em ơi. Ừ, đấy. À, Phan Bình có bán hàng không chưa? Không có nha anh em nhá. Em bán em làm đến tận 9 giờ tối. 9 giờ tối cơ anh em ơi. Em vẫn ở đây phục vụ anh em nhá. 24.200 anh em nhá. 24.200 một chiếc Dream 2006. Không còn nhiều. Không, đang anh em đang hỏi xe Way. Way đẹp đang hết rồi. 24.200. Ừ. 24.200 nha anh em nhá. Một chiếc Way Dream 2006 máy zin anh em. Anh Nguyễn Quyết đang hỏi là Dung ơi, chiếc xe AB 30i 99 A30i 9452. Đúng rồi, chiếc đấy là chiếc bán. Lúc đấy anh hỏi em là 9454 là sai. Em cũng nhớ mà, tay em bán chiếc đấy hôm qua anh ạ. Con phiêu trò biển số 73974 còn không anh Phạm Văn Chính. Chiếc đấy em bán lâu rồi anh ạ, 73974. Em nhớ bán. Chị Dung có mua xe quen pha biển 90 không chị Dung ơi? Mua hết, Kiều Trần ấy mua hết. Ok, con này rồi là giới thiệu con 3000 cây chị cái. Xe Dream của Dung mặt nạ không đúng đời. À, Tỉnh Nguyễn ơi, thực ra những dòng mặt nạ này nó đơn giản, nó bề ngoài mà anh em, như kiểu nó rồi anh tẩy đi là xong mà. Hay là anh em để mai em con khác là ok mà. Cái này đơn giản nha anh em nhá. Thế em nghĩ là cái mặt nạ này nó rất là đơn giản thôi, anh em có thể lấy em sẽ lắp con khác vào cho anh em được. Ok, vẫn cảm ơn 433 anh chị em đang xem livestream ở đây. À, mỗi anh em chia sẻ cho hai chị em một nút chia sẻ với ạ, để cho lan tỏa cái bên xe máy Hoàng Kiên tất cả anh chị em và lan tỏa cho em con xe này với ạ. 88F1 em đến từ Vĩnh Phúc. Con này đi tầm 70 triệu cho xem được không anh Cường Lê? Lấy cho em con này đi, có 68 triệu, 3.200 cây, lốp còn zin theo xe, rất đẹp rất mới anh em ơi. Đúng không, 3.200 cây. Đây em thiệp nhất dịch ra. Okay. Cho anh em quay kỹ lại một lần nữa cho anh em ngắm cái. Kiều Trần ơi, chị phải nhìn xe nhá, nhìn xe, nhìn đời xe bao nhiêu tiền, ơn như nào. Chứ bây giờ bảo xe biển 90 bao tiền thì nó khó nói lắm. Phải thực tế nhá mọi người nhá, bây giờ làm gì nó phải thực tế. Hình ảnh xe này bao nhiêu km này, chạy bao nhiêu xe đạp, xe đẹp, xe xấu, chạy ở đâu. Hải Trần, em lúc nào chẳng thế anh, lúc nào em cũng vậy ạ. Đấy, 2012 anh em nhá, chạy 3.200 cây. Thực ra con xe này là rất là quen thuộc với anh em rồi đúng không ạ? 3.200 cây dành cho anh em nào có tiền có của đấy, để phòng khách ok nhá mọi người nha. 3.200 cây là chuẩn chỉ luôn nhá mọi người nha. Anh em nghe máy này căng đét luôn, xe đấy để chỗ khác cho nó phong thủy đi. Bây giờ nói thật với anh em là con này mà chưa đi là vẫn còn để ở đây, khổ lắm cơ. Từ cái nắp bình xăng anh em ạ, từ cái tham dầu đây, tem dầu của nó, tất cả anh em nhìn cho em nhá. Từ cái lúc mà bảo dưỡng từ 3.136 km, bây giờ là 3.258 km, đúng không ạ? Zin hết luôn anh em, đẹp lắm anh em ơi. Anh em thấy không? Cho mình gì đây? Ok, chút mình nghỉ nha anh em nhé. Cứ phải mắt nhìn tay sờ, đúng rồi.
Chị Dung ơi, 66 triệu Đào Hải. Lên giá rồi. Đấy anh em cố lên, đã có người 65 và tiếp tục đã có người 66, duy nhất một con tại cửa hàng ngày hôm nay. Đang từ 79 triệu nha anh em nhé, 79 triệu. Khi về cửa hàng là anh Kiên báo giá là 79 triệu chiếc xe này đấy ạ. Thật sự là cũng không phải vừa đâu. Gọi là kiêu căng lắm ấy, đẹp lắm, kiêu căng bây lắm. Giờ bây còn giờ còn có 68, rất hợp lý rồi. Anh em cố lên một chút nữa đi là sở hữu được rồi. Coi như là mua còn thấp hơn cả nhà em mua. Bản thân nhà em mua cũng đã là 70 triệu, chưa trà đá thuốc lá gì cả. Anh Trần Ngọc Thạch ơi, 3.200 cây là 68 triệu. Là bên em hạ giá, nó thật với anh em là như này này. Con này cũng vài tháng rồi, nó thật vài tháng rồi. Xoay vòng 4. Cố gắng bọn em xoay vòng thôi, chứ còn bảo là lỗ sập xá nữa thì em nghĩ là... Buôn bán gì? Bạn thân của Dung à, Lê Hải Long. Không, anh đấy liên hệ với trực tiếp với bên xe máy Hoàng Kiên. Em trực tiếp là người đi nhận thôi, tại vì hôm đấy là em với Việt chồng em đi nhận xe về thôi. Con xe này đầu dài rồi thay đầu ngắn. À bạn không phải Vũ Lĩnh nhá, xe chuẩn đấy ạ. Theo dõi trực tiếp nghe Hoàng Dung nói máy chất, còn Hoàng Kiên nói trắng nón. Trắng nón nghe mê. Cảm ơn anh Phạm Văn Chính nhá. Xe Dung mua khó bán lắm. Anh ơi không phải đâu. Em mua rất là nhiều xe chứ không phải 1-2 xe đâu ạ. Em mua rất là nhiều. Nhưng mà con này nó chắc là nó có duyên với em, nó ở lại lâu. Ok, tiếp em ơi. Một chiếc xe này tiếp theo nhé. Ok, một chiếc biển 33M7-7735. Jeep Việt 205, rất là đẹp luôn anh em. Ông quay một vòng. Con này em vừa nhìn lướt qua máy. 3.200 cây đấy là chuẩn km nha anh em, đã sai km. Zin hết anh em nhé. Máy zin hết. Máy zin nguyên zin rồi. Ok anh em nhá, tất cả anh em 205 anh em nhá, biển hai em, đời 205 chính chủ luôn, em mua tháng 2 205 nguyên zin hết. Còn con quay đấy rồi. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam. Tem zin hết. Tem zin đúng không? Đúng rồi, xe này zin đẹp lắm anh em. Anh em nào mà thích chơi những con cái này là đời 2000 à? 2005 chị ạ. Đây, là đồ zin hết luôn. Em vừa lắp vẫn nguyên zin hết, ra máy zin hết luôn anh em. Máy là zin, yếm cũng zin. Trần Ngọc Thạch 66 chốt được không? Cố lên anh ơi, một tí nữa thôi. Sắp là người chiến thắng rồi anh ạ. 30 triệu 500, một chiếc Dream Việt 205 zin hết anh em nhé. Từ cái mặt đồng hồ này cũng là nguyên zin. Đây. Ok, zin. Nguyễn Lương nhá, chuẩn bị hai đồng chí nghỉ bây giờ đấy ạ. Hai đồng chí chuẩn bị còn hai khóa nữa anh em. Rồi. Vẫn còn khóa. Hiếu Vinh có quay tầm 10 triệu chị có anh em nhá. Có đấy ạ, Seat quay đều hơi có luôn. Hơi đuối cái này một tí thôi. Hơi đuối cái này một tí. Chắc là chủ cẩn thận quá trong mấy cái giải. Cố lên cho em 66 triệu còn 2 triệu nữa nhá. Cố lên cho em. Lượt nóc vẫn ok. Yếu nhất là cái da máy này. Ôi dồi, Nhan Thanh. Đời 205. 20 năm rồi, lúc nào em xuống mua xe nhớ giảm giá cho em nhé chị Dung Nhân Thanh. Ôi dồi, cố ok, cảm ơn anh, cảm ơn Nhân Thanh rất là nhiều. 25 nhóm mà nó không bóp em luôn lại. Bóp đấy, cẩn thận. Chia sẻ vừa thôi. Bóp đấy. Tình tĩnh sống. Ok. 66 triệu 666 nghìn. Có vẻ là mình sắp gặp nhau rồi anh ạ. Mình gần được bên nhau rồi anh ạ. 68 là đẹp rồi anh ơi. Để số 68 này em nghĩ hợp lý rồi anh em nhá. Ok, một chiếc zin Việt 205, sơn zin máy zin anh em nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Nan đồ đều cố lên anh càng ơi. Đều đẹp hết. 68 triệu bọn em đã lỗ mất cả mấy tháng trời, là nó thật ra là cũng lỗ rất là nhiều. Thôi anh đã trả đến cái giá đấy rồi thì chắc có lẽ là mình gần vào việc với nhau. Anh đi lên thì ý là chị đi xuống. Gần nhau được rồi đấy anh ạ. Anh gì đây? Anh Trần Ngọc Thạch gần gặp nhau rồi anh ạ. Sang tên đổi chủ từ Hà Nội về Hà Nội. Bao nhiêu tiền? Chị Kiều Hương. Rơi vào tầm khoảng 3 triệu, trên dưới 3 triệu nha anh em, khoảng đấy. Dream Thái 29H4636 còn không? Jinzo. Con này bán rồi đúng không? Vâng. Con Abrex vừa nãy bao nhiêu tiền vậy chị? Hiển Nguyên 3 mà đời 2014. Con này 19 triệu 500 nhá, Nguyễn Hiền nhá. 37. Hoàng okay. Thiệp trả lời bình luận anh em đi cứ tập trung sản phẩm thế. Hoàng Anh, em đã tập trung vào sản phẩm là đúng rồi anh ạ. Xe 2005 mà 30 củ nhìn như vậy ai mua?
quang bào. Zin mà anh ơi, zin hết luôn 205, nhưng mà những người mà người ta đam mê zin, người ta ai là người nhanh tay chốt 68 triệu nào. Xe đẹp, xe chất giữ nguyên zin là người ta chơi. Em dám mua những cái xe này là vì nó đẹp thật sự, nhưng anh em vẫn tìm hiểu về zin Việt, zin hết cả càng này anh này. Đấy. Máy zin ra, okay, máy zin hết người cái nó. Cảnh ok anh Thạch ơi, anh cố lên cho em đi, 60 đã ra đến giá đấy rồi thì anh em mình có khả năng gặp được nhau đấy. Thực ra là có lẽ là bọn em cũng cố gắng cân đối một xíu để anh em mình gặp được nhau cho nó dễ. 3.200 cây là chuẩn luôn anh em nhé, tại vì em đến trực tiếp nhà chủ em mua xe luôn. Nhà anh này là một nhà anh đại gia gỗ, hiện tại ngày trước là anh ấy làm ở gì nhỉ, Đê La Thành. Ngày xưa là anh ở Đê La Thành Hà Nội, nhưng bây giờ anh về Vĩnh Phúc. Em đến là một cái xưởng gỗ rất là to, anh rất là nhiều xe SH này, Jim này. Nhưng mà nói thật lúc đấy anh cũng kêu lắm. Nói thật lúc đấy anh có ở trên này, anh chia sẻ bài giúp em cái để em bán được cái. Không em vớt cả mồm người, anh em đang giải em 66.666.000 rồi. Rất là cảm ơn anh Thạch rất là nhiều nhá. Anh đã giả được em đến cái giá này là em không bị mắng nhiều rồi, đúng không? Không bị nhắng mắng nhiều rồi. Con 2005 kia mới là chuẩn chạy 20 vạn, không chạm máy, nhà mình có con. Ok em Minh Châu VTC nhá. Bình thường mà nhiều khi anh em đi nhiều km nhưng mà người ta đi ngắn. À người ta đi người ta bảo dưỡng ấy. Có nghĩa là ví dụ như tùy những khách hàng nha anh em nhá, tùy những khách hàng. Ví dụ như có những khách hàng đi người ta bảo dưỡng đầy đủ. Có những em nói thật với anh em như là nhiều anh em đi xe cả năm chả bao giờ rửa. Cả năm chẳng bao giờ thay dầu, bảo sao không hỏng đúng không? Nhưng có những anh em đi xe người ta rất là giữ gìn, người ta đúng km hơn 1.000 cây là người ta thay dầu máy, dầu lát, người ta bảo dưỡng phanh côn, về người ta lau chùi sạch sẽ. Nhưng anh em đi mưa gió về anh em vứt xó, chắc chắn nó sẽ dỉ đúng không ạ? Em ok anh em nhá. Chiếc này là 305 đẹp lắm anh em, đi yên tâm nghe. Giá chuẩn anh hớt dương giải nghĩa cho em. Những anh em nào mà đã trải nghiệm rồi sẽ biết. Ok anh em Bùi. Máy cực chắc luôn anh em ạ, máy zin, sơn zin. Anh Phan Bình đang hỏi là con zin 33 mua rút hồ sơ Hà Nội bao tiền? Chắc là chiếc này đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Rút hồ sơ Hà Nội thì xe này con em còn có cả chứng minh ơi, mình đang con này hết nhá, vết ba màu xanh ép con này hết rồi. Một đời chủ luôn anh ạ. Rút hồ sơ Hà Nội đâu đó trên dưới 2 triệu anh ạ. Đấy. Xong anh về Hà Nội Lê thì 33 nó cũng là Hà Nội rồi, mình chuyển sang thôi. Họ trả cho vui đó, nói chết đi. Em mang thì em toi thôi. Tùng Duy, thực ra là cái này cũng không phải là do là em quyết mua. Cái này là tất cả em đã bảo rồi, tất cả là được giám đốc Hoàng Kiên trực tiếp test đầu vào cho anh em nhá, chứ không phải là em là người tả xe và báo là những xe này giá như này, giá như này, đời như này. Lúc đấy là anh Kiên có chốt là mua nhá, chứ không phải là bản thân túc. Nó là xe đẹp anh em ạ, xe rất đẹp luôn. Chẳng đúng qua rồi, là anh cũng có Trần thể Hằng là chưa gặp đúng người thôi, chưa gặp đúng người thật sự kết đúng em rồi. Nó thì chưa rước em nó thôi, chứ những cái xe lốp còn nguyên zin này không có nhiều ngoài thị trường đâu. Hiện tại trong nhà em bây giờ những zin Việt thì có một chiếc vừa rồi năm mấy và chiếc này nói thật với anh em thì chỉ có 2 chiếc giá trên 50 là đẹp, là còn nguyên lốp nguyên đời, zin từ máy cho đến sơn tất cả. Đây Tùng Duy đang bảo cái câu gì đây? Em có xe Jupiter 350 triệu không, anh chỉ cho mà xem Dung ơi. À ý là anh đang nói là một xe 350 triệu có mà bình thường nha anh em nhé. Thực ra con xe 60 mấy triệu nó là bình thường thôi ạ. Tuấn Nguyễn, xe Way 2015 màu trắng biển Hà Nội 29E còn không? Hoàng Dung còn nhá anh Tuấn Nguyễn nhá, con đấy còn đấy ạ. Hoàng kia hôm nay vẫn ok anh. Rất là nhiều anh em Hoàng Dung ơi, quay lại cho anh xem con Jim vừa giới thiệu. Ok, ông quay lại cho cháu một lần nữa chiếc xe Dream đời 2012 chạy hơn 3.000 cây chuẩn chỉ luôn nhá. Anh Nguyễn Văn Nguyện, Nguyên Bùi 66.600.000 bán công em. Em nó 088 thì không chậm lấy chồng như này, đúng rồi anh em ạ. Ok chị Điệu, thực ra con này nó chỉ kém mỗi cái biển 88 thôi. Con này mà biển Hà Nội thì lấy chồng lâu rồi anh em nhá. Đấy, anh em nào mà kể cả về sang tên đổi chủ bên em sẽ hỗ trợ. Xe này em mua của chính chủ nha anh em nhá. Nên là sang tên đổi chủ thoải mái luôn ạ. Chị mua xe siêu phẩm của em không? Mạnh Cường, siêu phẩm của em qua chị mới nhìn thì như là em có mới con về đúng không? 3.200 cây. Đấy. 3.200 cây đấy, anh em nhìn này. Đây trời, hiện tại bầu trời Hà Nội đang mưa nha anh em nhá. Anh em nhìn nó ra máy đẹp này. Đấy. Đẹp này, anh em nhìn này. Đấy. Đẹp này. Thế anh là người đấy. Chiến thắng à?
Ok, cảm ơn anh. Đây giới thiệu là anh ấy đã vừa mua xong chiếc Way 100. Đấy, rất nhiều anh em trên này đang hỏi chiếc này. Đã về anh rồi, một chiếc Way 100 đời 2016. 02338 không anh nhỉ? Biển E29E, đẹp lắm. Đấy. Mua và xe biển tỉnh. Anh về đổi biển. Chắc biết em rồi anh nhỉ? Xem lại nhiều. Đúng rồi anh Lê Hải Long. Xem lại đến rồi anh em. Xem anh xem qua chiếc này kỹ chưa? Xem kỹ chưa? Xem nhiều chứ. Ok chưa? Chất đúng không anh? Xem hàng ngày hôm nay thì anh ở trong nghề luôn. Xem qua rồi nhưng mà đấy, nhiều người hỏi quá đúng không ạ? Sợ chưa tới lượt nên là phải đợi một lúc sau khi sắp xếp dàn xếp xong rồi mới hết thì anh. Em đang live trực tiếp anh ạ. Trực tiếp. Vâng. Vâng, đây anh em. Ok, cảm ơn anh nhá. Vâng. Chúc mừng anh là người chiến thắng. Anh vào nhà, mời anh vào nhà chị làm giấy tờ. Văn Hiệp. Ok anh em. À, chị hỏi Thiệp giúp em Ablet đời 2010 La Giang 6 Nan độ Thái mất 18 triệu xi từng con ốc rất đẹp chính chủ giờ giá khoảng bao nhiêu, cảm ơn chị nhiều. Anh em đầu tư cả độ Trung Thái nhỉ, càng thế là Thái luôn thì cái giá 18 triệu là anh em chuyển từ lết Việt sang lết Thái là được luôn, lết Thái okay, nguyên thì cần nhá. Anh em nhỉ. Cứ gửi ảnh cho mình, mình xem chi tiết cho anh em gửi ảnh lại cho mình nhé. Thì để mình xem kỹ một chút nhá. Nếu mà đẹp thật sự thì em chào anh Trần Văn Tư nhá. Của anh em thôi. Rồi tiếp theo thôi nốt con đấy thôi em ơi. Nốt con đấy rồi lại cho hai ca sĩ nghỉ chiều, hai ca sĩ hot tiếp. 81 đúng không? Nốt con Jim Thái này đi. Vâng, chưa ông. Jim Thái này chưa ông ơi. Con này biển đời 98 nha anh em nhá, biển 29H6 1293. Con này hôm vừa rồi có một anh cọc rồi đấy. Đấy có anh cọc. Nhưng mà xong yêu em rồi xong lại bỏ em. Bơ vơ giữa dòng đời. Có những 15 triệu đấy anh em ạ, 1998, 15 triệu, Jim Thái. Đầu Jim Thái nhá mọi người nhá. Đầu 1998 đấy ạ, con này nhá đầu máy 808. 818 à? 808, 1998. Hạnh Trần. Xe đi ăn đi làm thôi anh em. Hạnh Trần anh đang hỏi con Đầu Jim 733 vừa xong là bao tiền? 7733 là 30,5, em thấy đây cũng là anh em đang đang vào lốt rồi, còn anh em đang hỏi cọc rồi. Đấy, anh em có nhu cầu anh em cứ lên đấy hỏi online bên em xem sao. Thì có một bạn cũng đang đây, anh em cũng đang hỏi là khách đang cọc đây anh em, đấy, đang cọc. Thì chắc là anh Tùng Duy. Anh cọc thì để anh em. Thái anh gặp nhiều rồi nhưng mà Du V7, thực ra Du V7, V7 bây giờ không còn đâu anh em. Du V7 anh em rất là nhiều anh em tìm Du V7 không còn. Rất hiếm anh em. Rất là hiếm, em nói thật với các anh em. Thôi. Bên này Hoàng Kiên tiếp cận đến quá nhiều khách hàng nhưng mà không mua được một con V7 nào, anh em phải biết là nó hiếm như nào. Liên tục hỏi các anh. Đúng không? Hiếm cực kỳ luôn á. Đây, được rồi, lên luôn. Ok, chờ tí có vision bản 15 triệu anh em nhá. 15 triệu. Sao Dream Thái có 15 triệu Nguyễn Lương? Có anh ơi, chị ơi, xe vừa vừa tiền nhá anh nhá. Xe gọi là nó xe đi ăn đi làm thôi, không phải là xe xuất sắc, máy chạm rồi nhá mọi người nhá. Đấy, báo luôn với anh em như vậy để anh em biết không lúc không là lúc anh em lại bảo là sao mới chẳng có. Máy chạm rồi anh em nhá, có 15 triệu thôi. Đây, bản mới về, mới tinh tinh tươm tươm, bánh mì nóng giòn vừa ra khỏi lò. Chưa có biển luôn à? Chưa có biển. Đấy. Chào Xoay Lạc nhá. Anh em xem. Mới tinh, tháng 1, 2023, ra hóa đơn anh em nhé, hóa đơn vẫn là tên. Bao nhiêu cây? Bao cây đấy cụ? 600 cây nha anh em nhá, bản xi măng. Ôi trời ơi, bản mới nhất đây anh em ạ. Bao tiền rồi đấy, ông có em báo chứ? Vừa báo mua vào là 34 triệu 500. Đây vừa mua 34 triệu 500. 569 km. Siêu đấy. Siêu lướt anh em nhá, gọi là hàng siêu lướt. 81 chờ em xíu nha anh nhá. Vừa anh chạy từ ngoài nhé, nhá. Về. Chờ em xíu. Cọc rồi anh? Không, vừa chồng kia bảo là lấy lại. À. Hỏi đây đang ôi giời, thế à? Một chiếc Vision nhá anh em nhá, Vision 2023 chạy được 569 km. Rất xe mới. Chưa đăng ký anh em nhá. Chưa là giá mua vào anh em nhá. Em xem hóa đơn vào tên chưa? Hóa đơn vào tên được. Đấy, em vừa xem rồi. Hóa đơn. Vũ Minh Nguyệt người mua của tên. Chưa anh Trần Văn Tư ơi, Đức V5 mong về nghỉ vài hôm đây nhá. Hóa đơn đầy đủ hết cho anh em 34 triệu 500. Ừ. Cộng cho anh em mình mới quá nhỉ. Siêu chậm siêu đô, mới. Đúng rồi. Siêu mới luôn anh em ạ. Vẫn phải là trên dưới 40 ở ngoài. Hơn 500 cây. Đấy. Siêu bản xi măng, bản mới nhất, bản đẹp nhất. Đầy đủ hết anh em. Đầy đủ nha anh em nhá, đầy đủ. Thực ra những cái dòng xe mới này, gương có không em?
Hiện tại chắc đây vừa cất vào trong kia thôi. Ừ, gương trong nhà. Hai chìa khóa đầy đủ hết. Hai gương, hai chìa khóa đầy đủ nhanh nhé bạn. Có 500 bao nhiêu cây rồi, 560 mấy cây thôi. Bản xi măng không lỗi luôn, ông quay cháu một vòng không có lỗi luôn anh em nhé. Đấy mới chạy về bên xe máy ông kia này. Con này khả năng là anh em nó lấy nó hót về xe mới. Rất rất mới. Anh em nào mà chốt xe này thì chốt luôn giúp em nhé. Tại vì là tổng cho anh em mình 2 triệu. 36.500 nha anh em nhá. Rất hợp lý anh em ạ. Đấy. 36.500. Con Vespa đèn vuông ngày hôm qua còn Đại Long ấy, con này bán rồi nhá anh nhá. Con đấy không cọc luôn qua phí. Rất là hot luôn, có mấy trăm cây, màu xi măng màu đẹp rất nhiều các anh em đang hỏi luôn ạ. Biển tỉnh bây giờ nhiều xe bọn em vẫn còn đang bán ra. Đàm hoàng, đàm hoàng. Đây anh ơi. Trên thế này luôn. Vì hàng này không có nhiều để mua. 36.500. Đấy. 36.500. Bản xi măng, nếu mà anh em nào mà con này thường thường là nói thật anh em là nếu mà không biển này thường thường là hay quay lại đó. Hay quay lại lắm, nhưng mà anh à. Dạ anh em đang trong nhà 36.500 nha anh em nhá. So với giá xe mới là được đỡ được mấy triệu đúng không? Vâng. Hình như là đỡ được con này mới hình như em nhớ không nhầm nó rơi vào tầm 40 triệu đúng không? 40 triệu đỡ được mấy triệu? Hơn 40 triệu đúng không? Bản màu xi măng hơn 40 triệu. Ok, vẫn không quên giới thiệu okay, một chiếc cúp anh em nhá. Cúp 50cc. 81 anh em ạ. 81 50cc. Con này là sơn zin, máy zin. Cũng vài lần anh em cho lên hình để trưng bày rồi. Nhưng mà chưa gặp được đại gia. Chưa gặp đúng người. Chưa gặp được các anh yêu mến. Chưa đúng sở trường của các anh em. Thế nên đâm ra là đây một chiếc xe 81 7 hơi 70 anh em nhá. Sơn zin, máy zin. Đấy, quay cháu một vòng. Biển 29 Hà Nội anh em nhá, 116R7. Đấy, rất đẹp luôn. Thực ra để bây giờ nói một câu là nó phải là đẹp đây cho anh em ạ, chứ không phải là không đẹp đâu. Mà còn hiếm nữa cơ. Không phải lúc nào cũng sẵn có các cái form này đâu anh em. Hàng không có này. Đâu anh em. Bây giờ chắc là tìm cả chợ xe chắc là duy nhất nhà em có con này thôi. Cả chợ xe có mỗi con này 81 thôi anh em ạ, chắc không có con thứ hai đâu ạ. Dung ơi, chiếc Avet đỏ 29C184 29C184745 còn không em? Anh Nguyễn Quyết. Con đấy như bán rồi sao nhờ Thiệp nhỉ? 36 nhận lên biển mất bao nhiêu nữa? Biển con này hình như đăng ký nó mất phải hơn 40 anh em. Hơn 40 đấy. Đăng bán đúng. Chiếc này chắc là em sẽ hạ giá nhỉ. Lần đầu em like 34, sếp cũng like. Lần sau đã xuống 33 rồi. Chắc hôm nay em để anh em 325 nhá. Cứ để trong nhà là xuống giá dần cho anh em chơi. Máy zin sơn zin hết. 81 anh em ạ, 50. Thiệp kiểm tra chỉ con AB29C1 đi. 84745 cho anh Nguyễn Quyết anh đang hỏi. Đây để anh xem ạ. Mèo của em nó đang có vấn đề nên không vào được. Tôi chia sẻ 10 nhóm rồi nhé. Ok tôi và bạn. Chiếc này thì có khách cọc rồi anh ạ. Có khách cọc. Em nhớ chiếc này rồi. Chiếc này là LED 2010 đúng không? Em mua hôm đấy, mua là em phải ra xem xe đây chỉ để chút. Vẫn còn đôi chục. Blade 2010. 6 nan nhập mạng inox màu đỏ đúng không ạ? Nguyễn Duy Novo SX, bên mình có Novo SX nha bạn nhá. Nhưng mà hiện tại trên tầng 5 cơ. Em báo giá con này chị đi đúng hạ rồi, giá đi cho 32.500 rồi. 32.500 đúng không? Vâng, 32.500. Hợp lý. 34 triệu xuống còn 32.500 và bữa nữa lại xuống 32 triệu anh em ạ. Nhưng mà tổng anh em xuống luôn 32 triệu. Anh em đừng chờ nhá mọi người tổng nha. Ai mà đúng luôn. Anh em nào nhanh tay để luôn anh em 32 triệu. Thôi anh em nào mà đúng gu mà thích đúng. Cái dòng này nên anh em mua cho em luôn đi. Không lúc thôi. Không lúc quay lại là mất rồi đấy, không quay lại là tiếc. Hoàng đó, Dung khỏe quá suốt ngày lại. Đấy thì thực ra là cũng thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi anh em ạ. Hôm nào mà em không lên sóng là em nghỉ ngơi đấy ạ. Bên em có xe có con gì Beo 300 không còn anh em. Nguyễn Điều. Trọng Hùng. Em không còn anh em nhé, còn con nào để like nốt không? Ồ, chắc hết rồi chị ạ. Chắc là hết rồi, hiện tại là cũng muộn muộn rồi, hai chị em có lẽ là đang đợi anh em. Xong có gì thì chiều thì em và chị Dung sẽ lại lên những cái sản chiều phẩm mới mua anh em nhé. Tầm khoảng 4:30. Ok. 4:30 5 giờ kém thì đấy hai chị em sẽ lên giới thiệu trên cái bếp đỏ nhá anh em nhá. Okay. Bếp đỏ cũng là bếp Hoàng Kiên xe máy 52 Chùa Hà nhưng mà nó bếp màu đỏ. Hình hiện tại là bếp này là bếp màu xanh, còn bếp kia là bếp màu đỏ nha anh em nhé. Ok, xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Biết ơn tất cả mọi người đã gần 2 tiếng đồng hồ đã cùng hai chị em đồng hành. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người.